Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay mình tiếp tục đến nhà vườn của em Lan giao lưu hoa giấy nha bà con. Có rất là nhiều cây đẹp luôn, nhiều màu sắc rực rỡ, giá thêm mềm. Mời bà con và các bạn mình cùng gặp em Lan để giao lưu chi tiết luôn ạ. À, anh chào Lan. Dạ em chào anh Liêm, dạ em chào quý cô chú quý anh chị ạ. Dạ thì địa chỉ nhà vườn của em á là ở Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số điện thoại cũng là số Zalo của em, dạ 076 323 4343. Dạ thì hôm nay em có một số mặt hàng hoa giấy thành phẩm muốn giao lưu đến quý cô chú quý anh chị như cẩm thạch tím với lại cẩm thạch lá lớn lá nhỏ rồi ngũ sắc năm màu ạ. Dạ em không làm mất thời gian của cô chú quý anh chị nha, em lên luôn mã số 1 ạ. Dạ Cây một đầu cây tiên. cẩm thạch tím siêu bông, rồi em ra thông số cho nó luôn. Dạ tổng chiều cao của cây em đo được là 69, dạ tán là 53, thì hoành củ ở đây em đo được dạ 22 ạ. Dạ mã số 1 này em giao lưu cho mình là 360, mã số 1 360. Cây dáng rất là đẹp luôn nha bà con, lùng lực, thơm tàn tròn. Rồi em xin xuống cây số 1 hen, em lên tiếp cho mình mã số 2, Cây như kiểu dáng cây đa mini. cây tím Pháp mã số 2. Dạ tổng chiều cao của cây em đo được dạ là 70 à, dạ tán là 73, thì hoành cổ ở đây em đo được cho mình là dạ là 18 ạ. À. Dạ mã số 2 này em giao lưu cho mình là 430, mã số 2 430. Ok, tiếng Pháp. Rồi em xin xuống mã 2, em lên tiếp cho mình mã 3, một cây ngũ sắc Thái mã 3. Có 2, luôn 3, màu 4, 5. hồng thái nhưng mà Dạ. Rồi 6 màu anh, em kiểm đủ 6 bo cho mình. Dạ tổng chiều cao của cây em đo được là 72 à. Dạ tán là 63. Hoành củ ở đây em đo được cho mình là 12. Dạ thì mã số 3 này em giao lưu cho mình 208. Dạ. rồi Rồi, em xin xuống mã 3. Em lên tiếp cho mình mã 4. Mã 4 là một cây cẩm thạch lá nhỏ 5 màu luôn. Rồi. cam cầu vồng Sakura Blaikan trắng tím tuyết, Dạ. hiện tại đang được 4 hoa. Rồi tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 46. Dạ tán là 53. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 9 ạ. À. Dạ mã 4 này em giao lưu cho mình 240 à. Mã 4 240. Dạ rồi, em xin xuống mã 4. Em lên tiếp cho mình mã 5. Một cây kim cương 3 màu. Dạ, mã 5. Kim cương vàng, đỏ, trắng. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 74. Dạ tán là 50. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 ạ. À. Dạ mã số 5 này em giao lưu cho mình 250 à. Dạ. Rồi, em xin số mã 5. Em lên tiếp cho mình mã 6 là một cây red pizza. Mã 6. Đỏ pizza. Cây này cũng đang siêu hoa nha. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 60. Dạ tán là 50. Hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 16 à. Dạ mã số 6 này em giao lưu cho mình 240 thôi nha. Dạ, mã 6 240. Rồi, em xin xuống mã 6. Em lên tiếp cho mình mã 7, một cây cẩm thạch lá lớn 5 màu ạ. À. Mã 7 5 Cẩm màu. thạch 5 màu. Cẩm thạch tím này đang bước nụ. Cam là 2. Trắng là 3. Bên này là vàng là chưa lên. Dạ. 4, bên kia đỏ. Rồi, đỏ lên luôn rồi. Nhưng mà hiện Dạ. tại được 4 5 mặt hoa. Rồi, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 64. Tán là 45. Rồi, hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 14 ạ. À. Dạ mã số 7 này em giao lưu cho mình 250. Em cam kết cho mình đủ 5 mặt hoa luôn nha. Dạ em kiểm tra bo trước khi em lên clip rồi. Rồi. Ok. Em xuống Hàng mã 7. chất lượng luôn nha bà con. Dạ. Em lên tiếp cho mình mã 8. Mã 8 một cây cẩm thạch 5 màu lá nhỏ. Cam cầu vồng, cẩm thạch tím tuyết trắng, hiện tại mình thấy được 4 bo. Dạ. Cẩm thạch hồng nữa. Hồng nữa nè, dạ. Rồi, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 52. Dạ tán là 37. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 14 nha. Dạ, mã số 8 này em giao lưu cho mình 240 thôi. Mã số 4, mã số 8 240, em xin lỗi. Rồi, em xin xuống mã 8. Em lên tiếp cho mình mã 9. Một cây cẩm thạch lá lớn 5 màu luôn. Rồi, mã 9.
Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 56, tán là 40. Thì quỳnh cũ ở đây em đo được cho mình, dạ là 11 ạ. Dạ mã số 9 này em giao lưu cho mình là 250 nha. Dạ thì bây giờ mình chỉ thấy được vàng nè, đỏ đỏ với lại tím. Nhưng mà trắng hay búp. Dạ, em kiểm tra cho mình là cũng đủ 5 bo luôn. Dạ, đủ 5 màu. Rồi, em xin số mã 9. Em lên tiếp cho mình mã 10. Mã 10, một cây cẩm thạch cẩm tím, thạch tím siêu hoa. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho nó là 64. Dạ, tán là 57. Ôi, hoành củ em đo được cho mình là 24 ạ. Dạ. Mã 10 này em giao lưu cho mình là 360. Cây lùng lực. Dạ, mã 10, 360. Rồi em xin phép xuống mã 10 ạ. Em lên tiếp cho mình mã 11. Một cây cẩm thạch lá lớn 5 màu luôn. 1. Hiện tại mình lên được cái màu cam, màu vàng, màu trắng, màu tím. Tím rất đẹp luôn nè bà con ơi. Tím, trắng, cam vàng kế bên. Rồi. Rồi. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 70. Dạ tán là 60. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 11 ạ. Dạ mã 11 này em giao lưu cho mình 250 nha. Em cam kết đủ 5 màu cho mình. Rồi, em xin xuống mã 11 ạ. Em lên tiếp cho mình mã 12. Một cây ngũ sắc thái. Ngũ sắc thái, vàng dạ. Cam, đỏ 3. Hồng sen là 4, trắng phước hồng. Rồi, cây này đủ 5 màu. Rồi. Có đủ 5 mặt hoa luôn. 6 màu á anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu. À, vậy là màu hồng chưa lên ha. Dạ. Dạ tổng chiều cao em đo được là 79 à. Dạ tán là 79. Hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 12. Dạ thì mã 12 này em giao lưu cho mình là 280. 280 cho 6 màu. Dạ. Rồi em xin số mã 12. Em lên tiếp cho mình mã 13. Mã 13 một cây cẩm thạch lá lớn 5 màu luôn. Rồi. Em kiểm bo cho mình vẫn đủ nha. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 60. Dạ tán là 42. Thì quỳnh cũ ở đây em đo được cho mình dạ 15 mà. Rồi, mã 13 này em giao lưu cho mình 200 ngữ. 250. Cho mã 13. Dạ, em xuống mã 13. Em lên tiếp cho mô Phật. Em lên tiếp cho mình mã 14. Một cây cẩm thạch 5 màu lá nhỏ. 14. Dạ. Cẩm thạch hồng, trắng, black can, tím tuyết, tím dạ. Siêu hoa. Đủ 5 hoa luôn. Rồi. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình dạ là 54 à. Tán là 51. Thì quỳnh cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 9 ha. Rồi, mã 14 này em giao lưu cho mình là 240. Mã 14 240. Rồi, em xin xuống mã 14. Em lên tiếp cho mình mã 15. Một cây cẩm thạch lá lớn 5 màu. À, lên màu được màu tím đỏ được 2, cam 3, trắng 4. Rồi, 4. Hiện tại mình lên được 4 mặt hoa. Dạ, tổng chiều cao của cây em đo được là 63. Dạ tán là 43. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 10 ạ. Rồi, mã 15 này em giao lưu cho mình là 200 gữ à. Dạ. Rồi, em xin xuống mã 15. Em lên tiếp cho mình mã 16. Cây ngũ sắc mini. Ngũ sắc mini. Dạ, 16. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 58. Tán là 67. Hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 9 ha. Dạ mã 16 này giao lưu cho mình 200 gữ. Rồi. Em kiểm tra bo cho mình là đủ 5 bo luôn nha quý cô chú anh chị. Cây thì chưa có hoa rộ nở, mới chỉ có mấy cái búp nụ thôi. Dạ. Búp lai rai. Dạ rồi. Rồi. Em xuống mã 16. Em lên tiếp cho mình mã 17. Một cây cẩm thạch lá lớn 5 màu. Cẩm thạch. Có tím, có đỏ, có trắng. Được 3. Cam chưa 3 lên. Bo.
Rồi, em kiểm Cam tra vàng đủ được cho mình chưa? 5 màu luôn nha. Dạ, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 63. Dạ, tán là 45. Thì hoành củ ở đây em đo được cho dạ mình là 17 ạ. Dạ, mã 17 này em giao cho mình 200 gửi. Mã 17, 200 gửi. Rồi, em xin xuống mã 17. Em lên tiếp cho mình mã 18, một cây ngũ sắc thái. Cây này 6 màu. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 75. Dạ, tán là 53. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình là 11. Dạ, mã 18 này em giao lưu cho mình là 280 nha. Dạ, 280, 6 màu. Dạ rồi, em xin xuống mã 18. Em lên tiếp cho mình mã 19. 19 cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. Cây này đang rộ bông nha bà con, trắng phớt hồng, đỏ, vàng. Ồ, màu vàng này rực rỡ luôn. Trắng phớt hồng, đỏ, vàng, bên kia là cam với tím sen. Đây, Dạ. đó là đủ 5 màu hoa. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 91 à. Dạ, tán là 84. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 12. Thì mã 19 này em giao lưu cho mình là 208. Mã 19, 208. Cây này lên được 5 màu đủ luôn. Rồi, em xin phép xuống mã 19. Em lên tiếp cho mình mã 20, cũng là mã cuối clip của em luôn hen. Rồi. Mã 20. Cây này thì cũng là ghép thái, phát hiện ra có cái hồng thái nè bà con ơi. Vậy là cây này có thể là mình sáu bo sáu màu. Rồi. Vàng, cam, đỏ, hồng sen, trắng phớt hồng Dạ. và hồng thái. Thần thái. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình dạ là 90 à. Tán là 84. Hoành củ em đo được cho mình dạ là 19 à. Dạ mã 20 này em giao lưu cho mình 406. 406 cho mã 20. Em đo gắt chi là chịu hao luôn á. Dạ rồi. Cuối clip rồi, em cảm ơn anh Liêm. Dạ, em cảm ơn quý cô chú, quý anh chị thời gian qua đã ủng hộ em cũng như ủng hộ anh Liêm á. À, em chúc mọi người có nhiều thật nhiều sức khỏe nè, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, ủng hộ em ạ. À. Dạ em cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn Lan nha. Dạ. Cảm ơn bà con rất là nhiều đã biết đến nhà vườn và ủng hộ nhà vườn trong thời gian qua. Hy vọng bà con sẽ hợp nhãn tiếp tục và ủng hộ nữa nha. Nhà vườn em Lan có những cái cây khủng đẹp như nha bà con. Đặc biệt là một cốt ghép siêu hoa, cẩm thạch tím nha. Bà con nào có đam mê thì hãy liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo.